Thì với cái bài 1 này á là các bạn tạo website, viết mã để lưu trữ script nha, product catalog gọi là danh mục sản phẩm. Đây, nếu như xét về cô mở cái mới đi ha, JavaScript nè, Spring 23 JS đi ha. Đây, đây cô sẽ lấy một cái bài cô sửa là lab, cái này được gọi là bài new file, là bài lab 4 đúng không ạ? Rồi thì trong bài lab 4 thì cô sẽ để thương cái là JS là lab 4 bài 1, lab 4 bài 1 nhé, chấm JS đi ha. Rồi các bạn link tới nó. Rồi chấm sẹt nè, JS nè. Rồi file lab 4 bài 1 nhé. Rồi cô tách đôi ra các bạn nhìn cho dễ nè. Đây. Đây. Thì đầu tiên để mô tả về cái dữ liệu, cái mà bài toán nó đề xuất á, đề cập tới là mã script lưu trữ product catalog đúng không ạ? Nó danh mục sản phẩm. À, thì cô sẽ tạo các bạn một cái danh mục như sau. Điều nó sẽ là mảng. Nhiều nhiều sản phẩm thì nó chính là mảng. Đơn giản vậy thôi. Còn mảng như thế nào thì tùy các bạn lưu trữ. Thì nhân đây cô nói luôn đến cái cơ sở dữ liệu ha các bạn. Thì các bạn sẽ có là một cái tập catalog, tức là một cái danh mục sản phẩm sẽ có nhiều sản phẩm. Đúng không ạ? Giống như các bạn vào một cái trang web này các bạn coi ha, tức là một cái tablet thì có nhiều cái sản phẩm, một cái máy bộ PC thì có nhiều cái PC đó, một cái máy laptop, một cái này thì có nhiều cái laptop, ví dụ như thế, nhiều cái laptop thì mình sẽ biết là một danh mục sẽ có nhiều sản phẩm đúng không ạ? Thì lưu trữ dạng database nó cũng vậy, một danh mục sẽ có nhiều sản phẩm. Thành ra các bạn tách ra hai bảng, một bảng là danh mục và một bảng sản phẩm, và quan hệ giữa hai bảng này là quan hệ một nhiều, hoặc là hai thực thể này là quan hệ một nhiều. Vậy thì cô sẽ lưu trữ dạng bảng các bạn nhé. Vậy thì cô sẽ lưu trữ là catalog ha, array và array, catalog category gắn bằng mảng này. Ok, nhiều thì nó sẽ là lưu trữ mảng. Giống như ở cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu ấy thì nó sẽ là nhiều cái dòng dữ liệu, nhiều cái record. Thì mỗi cái object này, à mỗi mỗi cái phần tử của cái này nó sẽ là một cái đối tượng, một cái object nha. Thì nó sẽ có hai cái field, hai cái trường, đó là trường mã, mã category, hoặc là các bạn nghĩ là ID category đó. À, các bạn gọi là ví dụ như cat 01, và name name cat tức là cái tên của nó sẽ hai chấm, là ví dụ như là các bạn để ý là mình sẽ có là gì, cô sẽ lấy cái mức cao nhất thôi, laptop nè đúng không ạ, cô sẽ lấy một cấp thôi, category có thể nhiều cấp nha, còn nhiều cấp mà database lưu trữ nào thì mình sẽ nói sau. À, rất thú vị nha. Cô sẽ để là tablet, máy ảnh, Apple, điện thoại đúng không? Ok. Cô lấy đỡ đỡ vài cái, ba cái trước đi. 3, 2. Mã là nó không trùng. Ha. Đấy, mã là không trùng. Tablet. Máy ảnh, như thế. Lưu ý các bạn để ý là cô để mã không có trùng. Đấy, ID mà. Được chưa ạ? Rồi. Vậy là cô đã tạo ra một cái mảng các cái category,
và category này có cái ID của nó. Rồi các bạn để ý là cô sẽ tạo một mảng các sản phẩm. Đây các bạn nhìn nè, cái đề bài ha. À, tạo đây, tạo mảng lưu trữ kho các mặt hàng. Giả sử các bạn tạo 3 item thôi. Mỗi item có thuộc tính như mỗi cái object, nó là object nha. Name, model, cost và quantity. Vậy thì cô sẽ để là name, model, cost và quantity nha. Ok, vậy cô sẽ mảng sản phẩm và array product nha. Bằng mảng nè các bạn. À, vẫn phải là mảng. Nhiều mà. Rồi, mỗi phần tử của nó lại là một object. Đó. Và object gồm name, model, cost và quantity. Name 2 chấm. À, ví dụ như là cô lấy đại một cái gì đó đi ha. Ví dụ như laptop thì có Acer, dòng Acer có laptop gì. À, ví dụ Acer bao nhiêu đó. Lấy đại thằng cha này đúng không? Copy thôi. Đấy. Ui dài hàng. Rồi tiếp cái gì nữa ạ? Model. Trời, model biết chết liền á. Model là cái gì không biết luôn. Model không biết luôn. Rồi, kệ nó đi. Kệ nó. Bỏ cái model đi ha. Model là tách thôi. Các bạn thấy model ABC gì cũng được. Bỏ model đi. Cost và quantity. Cost giá của nó là ví dụ như là các bạn để có thể để chuỗi ha. Các bạn để là cost 2 chấm để là 13 triệu 123 123. Rồi phải là quantity. Các bạn để quantity cũng được. Quantity ví dụ có 5 cái. Ok. Vậy là các bạn gì đấy ạ? Vậy là đây là một cái object ha. Một cái object, một cái sản phẩm. Thì cô có thể thêm cái ID vào cũng được. Cái ID product cũng được. Để cho giống cái trên. Cái trên có ID, cái này cũng phải có ID chứ. Vậy cái này cô để là product. Ví dụ 0001 phải. Đó. Để name. Đó, ok, vậy là mình được một object. Đúng không ạ? Vậy thì có một cách là cô muốn biết được là cái này nè thuộc cái nhóm của laptop hay là tablet hoặc là máy ảnh, thì cô thêm cho nó một cái là ID cat vào đây. Các bạn thấy nó giống cái lưu trữ ở trong kia không ạ? Giống cái database chưa ạ? Cô sẽ để ID cat ở đây, tôi biết anh này thuộc cái nhóm của laptop. Ok không ạ? Đấy, anh này đã, tôi thêm một cái nữa. Đấy. Và cái này cô để là một cái Acer khác hoặc là một cái máy tính khác đi ha. Đấy, copy cho vui. Đấy, vì Acer này. Rồi. Gaming, ghê không? Bởi vậy mấy ông thích gaming lắm. Đấy, cô copy thôi, ngắn ngắn thôi. Đấy, gaming mà rẻ quá hàng. Đấy. Acer. Ok. Cái này là 02. Cái này là 18 triệu. Như thế. Quantity còn 2 cái. Rồi nó cũng két 01 luôn. Bởi vì nó thuộc cái laptop luôn. Bây giờ cô vào một cái tablet đi ha. Tablet của Acer đi. Đấy. Không có hàng. Apple. Không có hàng. Ừ. Rồi máy ảnh đi. Máy ảnh. Không có hàng. Cái điện thoại chắc có. Điện thoại. Ừ. Điện thoại. Cũng không có hàng. Sao kỳ vậy? Ủa, iPhone. Sao? Rồi. Máy bộ đi ha, phụ kiện đi ha. Phụ kiện là chuột. Phụ kiện. Hên quá. Đấy, mình chơi anh này. Vậy phụ kiện của cô để có thanh này thôi, thành cái phụ kiện.
Đấy, cô thay phụ kiện thôi. Đó. Rồi cô copy cái. Thực ra mình demo cho nó trực quan sinh động thôi chứ cũng không cần thiết phải chính xác như này đâu nha. Trời ơi, chuột gì mà triệu tạm dữ vậy trời. Quá dữ luôn. Rồi, cô copy thêm cái nữa nè các bạn nhìn nhá. Đấy. Rồi. Cô copy thêm cái nữa và cái này cô để là 03. Và name của nó là chuột vi tính. Đấy, thay vì Acer thì cô để chuột vi tính thế thôi. Đó, rồi giá thì là 1,8 triệu ghê nhỉ. Chuột dã man thiệt. Đấy. Đó, đấy số lượng còn 10 cái. Rồi két của nó thì thuộc phụ kiện là 03. Nhá, đó, thấy liên hệ liên kết chưa? Các bạn nhìn đây có hiểu cái liên kết không ạ? Vậy là phân loại 01 là tôi có hai sản phẩm. Phân biệt bằng cách nào? Tôi có ai khóa phụ của nó đây nè. Nó 01. Còn phân loại 02 là không có cái nào, phân loại 03 thì có một cái nè. Đấy, vậy là mình sẽ làm đúng theo cái yêu cầu của bài toán nhá. Cô tạo ra ba item. Đúng không ạ? Ba item. Rồi mình coi nè. Mình coi nè. Đưa ba đối tượng này vào một mảng. Rồi, cô đưa rồi đó nhá. Rồi, và sau đó xuất ra cái bằng console. Rồi, cô đưa ba đối tượng này vào mảng và xuất ra bằng console. Thì các bạn chỉ cần lock ra thôi. Đúng không ạ? Lock mảng ra thôi cũng được nữa. Cái Array Pro nó cũng ra nữa. À, chạy lại nè, chạy nhá, run. Run nè. Không run nè. Run nè. À nó run rồi á, mà nó nhảy chậm. Rồi các bạn F12 nè. Đấy. Đây. Nó ra mạng nè. Server cái gì respond gì nè, kệ nó ha. Cái icon này, cái lỗi này hay gặp lắm. Đấy cái mạng nó ra đây đấy các bạn nè, nó lốc ra cái mạng nè, ba cái mạng nè. Còn các bạn muốn lốc ra theo ý mình từng cái một thì các bạn dùng vòng lặp. Ok, các bạn có thể là dùng cái for hoặc for x đều được ha. For hay for x đều được hết. Mỗi cái item này nè, nếu for x thì mỗi cái element này này cô đặt đổi lại item nhé, đổi để cái gì cũng được. Thì nó chính là một object luôn, vậy cô muốn xuất từng cái một. Cô muốn xuất từng cái một thì cô lốc ra thôi, ví dụ cô muốn lốc là cái name thôi. Hai chấm cộng bằng item chấm name name cat là name cat nè. Name thôi. Và cái này là của cô là đổi cái này thành cái gì? Cái này thành là Array Pro. Là xong. Nghĩa là cô chỉ lock mỗi cái name thôi. Đây name nè. Có 3 mảng, có 3 phân tử thì tôi lock 3 cái. À, 3 cái name thôi. Các bạn muốn lock theo ý mình thì các bạn để cái này. Được chưa? Rồi câu hỏi thứ hai. Truy xuất quantity element của item thứ ba bằng console. Ừ, của item thứ ba thì dễ lắm. Lock cái gì đây ạ? À? Lock của cái đây quantity hai chấm item thứ ba thì có phải array pro 2 không ạ? Ô 2. Rồi chấm quantity là xong. Đúng ạ, chấm quantity là xong. Thì cái này nó trả về đây, nó sẽ trả về là 10, cái thứ ba là 10. Ok, rồi tiếp theo. Thêm và truy xuất element khác từ array inventory. Array. Rồi ok, thêm và truy xuất thêm các element khác. Đó, ok, quá dễ. Rồi. Nhưng mà mục đích á, theo cô hiểu nhá. À, theo cô hiểu thì nó không đơn giản như vậy. Theo cô hiểu là nó sẽ là trong array nó lại có array khác. Đây cái đề nè. Main array xong sẹt inventory array. Nghĩa là nó sẽ có anh này chính là main array. Anh catalog là main array và nó sẽ có inventory array. Hiểu không ạ? Thì có nhiều cách để các bạn làm.
Cách như cô là một cách, nghĩa là các bạn tách hai array này riêng ra và nó chữ ID. Nhưng nó cũng có một cách thể hiện khác nếu như các bạn thấy giảng viên khác làm nhé. Tức là cô sẽ có một cái inventory, hiểu không ạ? Đây cô có thể là trong cái main array, đây cô sẽ có là var array thôi, cô gán bằng này. Đây này, nó là mảng. Mảng và cái phần tử đầu tiên của mảng nó chính là cái laptop. Đây. Cái laptop. Và cái laptop này nó lại chứa mảng các object khác, ví dụ như laptop này nó chứa mảng các hai object này. Đó. Ok chưa? Đấy. Đấy. À, từ từ. Mảng nè. Nhá, từ từ nhá, mỗi phần tử của mảng đây đây đây. Để cho cô cái dòng nháy đây nè. Là ok nè. Đấy, là ok. Nghĩa là mỗi phần tử, mỗi một cái object này nè, nó lại có phần tử và là mảng tiếp của phần tử khác. Đây, cái này là mảng. Giá trị của nó lại là một mảng. Nghĩa là tôi sẽ truy xuất vào laptop thì tôi sẽ có là nó có không phải một phần tử mà có hai phần tử. Và mỗi phần tử như vậy nó là một object như thế này luôn. Đấy, có đây là một cách luôn. Đấy, nhưng mà rất là rối nhá, nó dài, nó nhiều lắm. Hoặc là có cách khác. Có cách khác. Đây, các bạn có thể chứa product của nó vào đây luôn. Mỗi category có thể chứa hẳn cái product vào đây luôn nè. Phẩy. Thêm một cái product vào đây nữa. Hai chấm rồi đưa mảng vào đây. Được luôn. Và đưa hai anh này vào. À, nhưng mà cô thì khuyến cáo các bạn không có làm vậy. Được luôn nha. Được luôn. Cô thì khuyến cáo các bạn không có làm vậy. Bởi vì làm như này á thì nó có vấn đề gì nè. Bây giờ cô muốn truy xuất. À, thường á, với sản phẩm thì các bạn làm việc trên sản phẩm rất là nhiều. Mà bây giờ các bạn tính tổng số lượng của tất cả các sản phẩm thì cực kỳ khó. Khi mà các bạn lồng ở trong này một cấp nữa, khi các bạn lồng vô một cấp nữa thì các bạn tính cái tổng sản phẩm của nó rất là khó. Được chưa? Đấy. Rồi còn cách của cô thì nó có lợi cái gì? Nếu các bạn tổ chức như này, à, nó sẽ có tùy nha các bạn, không phải nhất thiết cái gì cũng làm như cô đâu nha. Như nào? Đây. Nếu là cách này thì sao? Nếu là cách này thì cô có thể tìm được tất cả những sản phẩm mà của anh laptop. Hiểu không ạ? Cô sẽ tìm được tất cả những sản phẩm của anh laptop. Trước tiên thì giả sử như cô biết là cái laptop này có mã là cat 1. Cô chỉ lấy những cái sản phẩm mà có cái ID cat này bằng cat 1 thôi. Đây bây giờ nhá. Đây cô xóa cái này đi nhá. Có nhiều cách để lưu trữ nha. Rồi cô lấy tất cả sản phẩm mà có ID là cat 1 nè. Thì cô for. Được chưa? For x gì cũng được. For x for gì được hết nha. Y nè. Array product nè. Đó chấm len. Nếu if array product y chấm id cat mà bằng cat 01 thì cô mới lock nó ra. Lock ra cái anh array product y. Ok, lock luôn anh này. Được chưa? Bây giờ chạy nè. Có đúng là nó chỉ lock cái anh mà cat không hay không nhá. Đây, vậy nó chỉ lock cái anh cái 01 và 02 thôi. À, cat 01 còn anh 03 không được lock ra. Nhưng mà bây giờ cô lấy bằng cat 3.
Đây cô lấy bằng két 3 thì nó chỉ lốc được một cái à. Đây, nó lốc một cái. Còn nếu cô mà lấy là két 2 hoặc bất kỳ một cái khác thì không có lốc luôn. Nó có đâu mà nó lốc, đúng không ạ? Đấy. Thì đây là cách lưu trữ của cô. Cách lưu trữ của cô nhé. Đấy, còn có một cách lưu trữ khác nữa tí nữa cô sẽ nói ha. Đấy, nhưng mà bây giờ mình đang tạm dừng ấy. Sẽ phải nói cách lưu trữ, bởi vì các bạn làm cái assignment không thể tránh nó được. Rồi, bây giờ cô ngưng một xíu nha. Cô ngưng một xíu, cô hỏi các bạn đã. Ok. Bây giờ cô sẽ tạo một cái layout ở đây thôi. Đây, cô tạo layout như một cái web bình thường. Nhanh lắm, các bạn thấy nó nhanh lắm. Các bạn chấm là container. Trong container thì các bạn có chấm là cái menu. Rồi, các bạn có là chấm slider. Rồi, các bạn có cái là chấm content, sản phẩm. Các bạn có một cái chấm là footer. Đấy, mình làm đủ các cái thẻ như bình thường. Và ở trong các cái thẻ này, cô thêm một cái thẻ inner vào đó. Để làm gì ạ? À, để các bạn... Cái thẻ trong lòng những cái thẻ này để các bạn căn chỉnh thôi. Đấy, các bạn copy vào mỗi cái thẻ này. Cô sẽ có một cái thẻ trong nhá. Có một cái thẻ trong nhá. Đấy. Rồi. Thì... nhìn vậy thôi chứ set add rất là nhanh. Cô set add nè. Cô set add ngay đây luôn nè. Để cho các bạn cho nhanh nè. Mình chủ yếu là mình tập trung vào cái JavaScript. Rồi. Cái container này cô để 100%. Cô để sao nè. Nhanh. Margin nè. Không auto nè. Ok. Rồi cô để cái chấm container nè. Đó. Width 100%. Đó. Hay các bạn để auto. Hey, các bạn để auto. Đó. Rồi. Cô copy ra. Đấy, cô dành cho mấy anh kia. Đây. Cái menu cũng vậy. Cái menu bản chất là nó là width 100%. Nhưng mà hey của cô để có 40 pixel thôi à. Đấy, background từ từ ha. Rồi à, còn cái slider. Đó, slider. Rồi một cái nữa là cái content và một cái này. Đấy, các mình sẽ có mình copy nhanh nhanh nè. Slider content footer. Đấy. Đấy, hay footer các bạn để 100. Như vậy, các bạn để cho có cái background color bằng black. Chữ là white color. White. Đó. Còn content để đấy, không nói gì. Hay để auto. Content, riêng content là đây để auto. Rồi slider đây, hay để khoảng 200. Đấy, để cho vui thôi. Đó, xong rồi. Rồi thêm một cái inner nữa cho cô. Inner thì để làm gì? Cô cho nó cái khoảng trong lòng á. Trong lòng ấy. Thì width. Width cô lại riêng anh này đặc biệt là width cô sẽ để calculate. Cô để 100%. Cô trừ cho bao nhiêu pixel đó, ví dụ 100 pixel hai bên hay là 200 gì đó. Đó. Rồi còn hay thì các bạn cứ để 100%. Hay cứ để thoải mái, tại vì là nó trong lòng của cái nào đó thì nó hay của cái đó. Đó vậy thôi. Vậy là mình xong cái khung nhá. Bây giờ mình xong cái khung. Bây giờ cô sẽ làm đến một cái là đây, khung xong rồi. Đâu nhỉ? Tắt rồi hả? Ok, chạy nha. Run nào. Run server đi. Nó chưa có gì đâu, nhìn không thấy gì đâu. À đây chứ. Rồi, không có gì. À có cái này. Ủa, cô hình như cô để 1000 hay sao. Nó đen ngòm. Đấy, hình như cô để lỡ 1000. Ghê không? Đấy, nó 100 mà. Còn mấy cái này để bình thường. Rồi, bây giờ cô sẽ để cái menu. Tại sao cô để menu? Bởi vì cô đang muốn để cái cat này nè. Category phía trên. Các bạn nhé, để category phía trên. Thì cô làm một drop down menu tùy ha. Bây giờ các bạn muốn đổ theo chiều ngang
một cấp. Nếu các bạn muốn đổ theo chiều ngang một cấp thì các bạn để UL. Đây, nhìn nha. Các bạn muốn đổ cái này thì các bạn đổ nha, với UL rồi LI nhân 5 xong đến A. Thì bây giờ giả sử như các bạn để là tới cái gì? Trang chủ. Xong đến cái này là cái gì ạ? Cái này là laptop. Đến cái anh này sẽ là tablet. Anh này sẽ là phụ kiện, ví dụ vậy. Để như vậy cũng được. Đó. Còn anh này để liên hệ. Đấy. Vậy thì ba anh này nè, ba anh này sẽ là lấy từ đây xuống, không gõ ở đây mà phải lấy từ cái này xuống các bạn nè. Gõ ở đây thì còn gì nói gì nó, còn nói gì nữa đúng không? Đây, đó là một cách. Hoặc cách thứ hai là các bạn hiển thị theo chiều dọc, tức là menu sổ xuống, gọi là drop down menu á, là các bạn vào là sản phẩm ở đây. Đây, các bạn sẽ có một cái sản phẩm ở đây. Ok. Cái này các bạn không để là cái này nữa, các bạn để sản phẩm. Còn anh này thụt vào một cấp UL. Rồi còn LI thì copy vào, thụt hẳn vào một cấp. Đấy. Và anh này cũng phải lấy từ trên xuống, database xuống, từ cái database nhé, đúng nghĩa là database, vì cái này của cô là dữ liệu mà. Đấy, đúng nghĩa là database xuống. Đó, vậy thì cái này cô lấy từ đây xuống chứ không phải là cô gõ trực tiếp vào đây. Đúng ạ, thì tôi phải viết JavaScript vào đoạn này. Ok chưa? Đó. Đây, có cái này là menu đổ nhá. Đấy, bạn nào có cái source code menu đồ nào, cô sẽ lên, cô sẽ lấy cái source code menu đồ cho các bạn coi nha. Đây, các bạn học JavaScript cho nên là set s có những cái các bạn phải coi lại. Các bạn coi lại cho cô ở trong cái môn web 1013. Web 1013 xây dựng trang web. Và lắp mấy ạ? Lắp 8 đúng không các bạn? Hình như là cái menu drop down menu là nó nằm ở trong lắp lắp 8. Thì nó đây. Đấy, thấy chưa? Ok. Đấy, drop down lên menu nè. Menu 1 cấp nè. Rồi menu 2 cấp nè, thấy chưa? Đó, thì nó cũng tính ULLI như vậy luôn. Thẻ A ULLI chóc vậy. Chỉ có điều là đây. Menu đây, chép nè. Bổ sung set S vào nè. Menu ULLI nè. Đấy nha. Cô lấy cái set S làm cái menu đơn giản cho các bạn nhá, nhanh thôi. Đây. Chấm menu cô không để mũi tên. Bạn nào có hiểu cái mũi tên nghĩa là gì không các bạn nhỉ? Position relative. Cái mũi cái dấu lớn hơn nó là con trực tiếp, tức là thẻ UL phải là con trực tiếp của thẻ menu. Nhưng mà cái thẻ menu của cô mà con trực tiếp của nó là inner cơ, cho nên cô không để con trực tiếp được, cô để LI. Vậy thì cô sẽ để thay vì menu cô để inner cũng được nhá. Inner menu xong đến inner. Đấy, inner xong mới đến UL. Đó, ok nhá. Rồi tiếp nè, position để relative nha. Rồi còn menu UL này thì cô lại để cái này. Đấy, anh này thì là không con trực tiếp, position absolute, đúng chưa? Rồi còn display none UL cái này các bạn để display none. Ok, rồi xong chưa? Rồi cái này thì là display block. Ok, đấy, cái này là copy xuống thôi. Cô display block.
Đó, tiếp còn gì nữa không ạ? Rồi, cái này hover. Đó. Hover thì display block luôn hả? Ok. Hoàn thiện menu con. Đấy, display block luôn. Ok. Rồi. Rồi chưa có một bàn, bạn copy cho cô copy lại nó nhanh lắm. Rồi bổ sung vào UL nè. Padding đinh rồi quá trời quá đất. Rồi cô copy đi nhá. UL là anh này các bạn nhá. Rồi tiếp còn gì nữa không? Rồi border cái này nữa. Ok, copy luôn. Thả vào đây. Rồi còn gì nữa? Rồi còn ULA. Ctrl C. UL. Có cái ULA là cái này, thả vô. Rồi còn gì nữa không ạ? Rồi ULA hover. Ok, chạy anh này. Đấy, Ctrl C. UL. Ủa? Cái gì nhỉ? Menu ULA hover không có hả? Chưa có hả? ULA. Vậy thì ULA hover chưa có. LI hover thôi. Ok, thêm vào. Nếu chưa có thì thêm vào. Chấm menu ULA 2.hover. Thế thôi, thêm vào. Rồi ok. Rồi các bạn sẽ thấy là nó sẽ cái này lỗi chưa dùng được. Đây, không không phải là không pixel mà không một em để pixel hoặc không. Hai là cái chỗ này các bạn bỏ nó đi nè. Rồi con Ctrl D nè, D D D. Cái nào giống D D D D. Cô bôi hết toàn bộ nha. Ctrl D là bôi hết toàn bộ đó, những cái gì mà giống nhau ấy. Đấy. Rồi xóa đi. Ok, rồi. Tiếp nè. Mấy cái chữ pixel này các bạn thay cho cô bằng cái chữ px ạ, đúng không? Rồi Ctrl D nè. D D D. Kéo xuống nè. Còn nơi nào dính nữa không? Không dính nữa, gõ pixel thay hết toàn bộ luôn, từ nó thay nè. Thấy chưa? Ok. Rồi. Ok. Tab vô cái. Rồi thiếu chấm phẩy thôi, nó lỗi do thiếu chấm phẩy nè, chấm phẩy. Đấy. Ok. Ngon lành nhá. Đấy, chấm phẩy thôi. Bản chất nó đúng á. Bây giờ nó đang lỗi bởi vì nó thiếu mỗi chấm phẩy à. Xong. Ok. Rồi. Các bạn có thể cài thêm một số cái liên quan đến định dạng là ok nha. Rồi tab cái. Color. Ok, xong rồi. Giờ chạy thử coi có đúng cái menu nhé các bạn. Cô làm vậy cô không không nhìn code luôn. À, tóm lại là không đúng. Thấy không? Nó đang bị gì đó mà nói chữ apply. Rồi cái UL này không apply chắc chắn luôn à. Mũi tên này không apply chắc chắn luôn à. Bởi vì là cô phải thiếu cái gì ạ? Chấm inner vào đây nữa nè. Sorry mọi người, chấm inner này. Rồi cô copy anh này vào. UL không nói gì, UL không nói gì. Ok. Vậy cái trực tiếp này thì sẽ phải là sao ạ? Thêm cái inner vào nữa cho cô. Rồi. Không chạy. Vì sao? ULLI hover. Cái A hover cô đâu ạ? A hover là anh này. À. Vậy thì có gì không apply ạ? Inner, class inner. Đang sai chỗ nào đấy nhé các bạn, nó mới không apply. Inner hay menu inner UL. UL. Vậy thì nó đang thiếu cái gì ạ? Nó đây có ra rồi nè, cái trong đúng rồi nè, nhưng cái ngoài đang chưa đúng. Cái ngoài là thẻ menu inner xong đến UL, thẻ menu inner đến thẻ inner xong mới đến thẻ UL.
menu ula ơi. Em thấy cô hình như trên xe đã cho cái ul cái đường ngoài cô, cái ngoài cô. Cái ngoài Thấy cùng có á hả? dạ đúng rồi, Cái này hả? hình như Rồi. nó chưa chấp nhận đấy. Đúng rồi, bây giờ coi nào. Vậy nó nằm ở trên này. Từ từ. Vậy là nó nằm phía trên. ULLIA. Display liên kết. Rồi, menu UL. Menu UL chưa nè, đúng không? À, chưa thì mình xử lý Cái nó. nơi đó là hình như chỉ có của cấp 2 thôi cô ạ. Để cấp 1. Cái Đấy, này cái là nơi của cô. hả? Cái cô CDN kìa, hình như là nó là của cấp 2 Đúng, chứ cô. chính xác. Cái này Còn là cấp chấm cấp 1 hình như cô menu. chưa bỏ vào. Bây giờ bỏ nè. N rồi đến UL. UL đúng không? Đấy, bây giờ cấp 1 này, giờ mới bỏ vào. Ôi sao nó nhiều thế nhỉ? Bạn kia bạn nó copy cho cô có chút S à? Sao nó nhiều thế nhỉ? Pixel. Ê, sao nó nhiều quá nhiều vậy? Đấy, cô tưởng nhanh mà có nhanh đâu. Rồi, bắt đầu được cái miếng UL. Rồi, còn một miếng nữa nha. Trời ơi, tưởng nhanh mà không nhanh miếng nào mới được ơi. ULLIA lại thêm cái đống này nữa. Đúng chưa? Ctrl C.menu chấm in rồi UL xong LI xong điểm A nữa đó. Trời ơi sao bàn kia bàn ấy cho cô sao nó đơn giản dữ vậy trời. Bàn nó có một cô nhìn thấy ngắn lắm nha. Ổn chưa? Hover. Cái A hover thì color yellow. Color yellow. Anh này là hai cái hover đúng không? Rồi, xong. Ổn không? Rồi. Ok, sản phẩm nó nhảy ra đây. Rồi ok, cái này là Hình như nó inline. theo inline phải không cô? Nó là inline. Nó theo inline của cái gì? Đây. Nó display inline block nè. UL menu ULLI nè. Là display inline block là xong. Đấy. Chấm menu chấm in ULLI đấy, ok xong đó rồi đấy kiểu nó vậy. Ủa, sao dài thế nhỉ, cái chiều cô nhớ là nó ít lắm mà. Rồi cái này các bạn take line left là nó nằm bên trái, đường nằm bên trái thì cho nó line left là xong. UL take the line left. Đấy không? Rồi ok. Là nó thẳng hàng. Đó. Rồi, CSS chơi chơi cho vui để các bạn đấy, các bạn thấy inner cô là nó như này nè. Inner cô nè. Thì nó sẽ thẳng hàng từ trên xuống dưới. Rồi. Vậy là cô được cái menu thứ nhất, cái này thì các bạn copy thôi nhé, các bạn không cần phải nhớ. CSS nó dài quá chắc cô phải tách ra. Cô tách ra cái CSS là bài lắp 4 chấm CSS
cô copy đống CSS này vào, tại vì nó nhiều quá, ít ít thì được, sương sương thì được. Rồi link nó tới nhá, link CSS nè, chấm sẹt nè, chấm sẹt nè, CSS nè, sẹt tới lắp 4 CSS là xong. Ok rồi. À, tiếp nha. Vậy bây giờ cô đổ dữ liệu ra đây này các bạn à. Cô đổ dữ liệu ra đây thì các bạn nhìn cho cô nè. Bây giờ cô sẽ viết một run code để cô đổ dữ liệu, các bạn nhìn thấy nhé. Cái dữ liệu của mình ở đây nè là giống nhau, một dòng, hai dòng, ba dòng giống nhau. Bây giờ nó chỉ khác nhau cái chữ laptop hay là chữ tablet thôi. Được chưa? Đấy, laptop hay tablet hay là phụ kiện thôi. Được chưa? Đấy. Ok chưa? Đó, nó chỉ khác nhau cái đấy thôi. Vậy thì giải pháp của mình là gì ạ? À, giải pháp của mình là bây giờ là mình sẽ đổ dữ liệu dung không lặp nè. Đổ cái laptop vào cái lưới, cả cái lưới này. Sau đấy mình sẽ cho nó dung không lặp để lặp nó. Và đúng ra là cái này nó sẽ không có, đúng các bạn? Đúng ra là cái này mình sẽ không có, mình xóa nó đi. Mình không có. Thì bây giờ mình dùng vung lặp, mình sẽ sinh ra nó, sinh ra cái đống này. Và mình in nó vào đây. Mình in nó vào đây. À, vậy thì bây giờ để in nó vào đây thì mình đầu tiên là mình bắt được anh này đã. Bắt được cách là có thể đặt ID hoặc là đặt đặt ID hoặc là đặt class đều được ha. Đấy, cô để là ví dụ như là sub, cái này gọi là menu, hay là các bạn gọi là category, category menu. Đó, đặt tên cho anh này. Sau đấy mình sẽ sinh, phải làm sao mà mình sinh ra được thằng này cơ? Mình phải sinh ra được nó, mình mới in vào đây được chứ. Vậy mình phải sinh nó ra bằng JavaScript nha. Đây, mình phải sinh nó ra bằng JavaScript bên này. Được chưa? Nhìn nhá. Nhìn cách cô làm nè. Cô sẽ phải sinh ra cái JavaScript bên này. Ví dụ cô đặt một cái chuỗi là var get bằng. Để cái định dạng này không đổi mà dễ dàng làm việc thì các bạn dùng cái toán tử gì ạ? Các bạn biết không ạ? Dùng toán tử gì mà nó vẫn nguyên hình, nguyên trạng ạ? Chứ dùng toán tử gì các bạn? Dùng toán tử gì ạ? Trời ơi, bao không? Đâu vậy? Không phải dấu, cái dấu đánh dấu gì á? Cái không phải toán tử đâu. Cô dùng sai từ, không, ba ngôi trật nhá, không phải ba ngôi, liên quan gì đến ba ngôi. Cái dấu gì ạ? Cái dấu gì mà các bạn có thể giới hạn cái chuỗi ạ? Cái dấu gì mà giới hạn chuỗi ạ? Mà không thay đổi định dạng ạ? Dấu backstick nha. Rồi, can, ok, can. Cái này cô gọi là backstick nha. Cái dấu này là dấu huyền đây nè. Nhá, các bạn đặt cái này ở trong cái dấu huyền là xong. Đó, rồi. Các bạn mới in cái chuỗi này vào. Để cái chuỗi này vào trong này. Thì để chuỗi này vào trong này thì mình chỉ cần lấy cái gì đấy ạ? Document chấm query selector. Ây da, nó không có nhắc luôn à. Rồi lấy get menu để dấu thăng ở đây. Rồi chấm inner html bằng struct. Rồi chạy nè. Chạy thử nha. Phải ra chưa ạ? Đây. Xóa lại các bạn coi nè. Xóa lại các bạn coi nè. Comment nó nè. Chạy lại nè. Không có nha. Mở comment ra nè. Có. Đúng chưa?
Vậy là cô đã thành công để cái chuối này vào trong cái cái UL này rồi. Được chưa ạ? Đó, rồi bây giờ đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai nè. Cái này vẫn là cái cố định. Bây giờ cô muốn lấy cái này từ trên cái mảng này xuống cơ. Thì các bạn thấy là nó sẽ được lặp, nếu như các bạn lặp cái mảng thì nó sẽ lặp theo từng cái phân tử của mảng này, nhìn nhá. Đầu tiên là cô sẽ lặp từng cái xong cô nối chuỗi nha. Đầu tiên là các bạn nhìn nào. Cô sẽ có va két, stir két. Cô gán nó bằng rỗng trước. Đầu tiên nó chưa có gì, nó là rỗng. Sau đó cô sẽ dùng vòng lặp cô duyệt cái mảng này. Đó, mảng này cô duyệt cái mảng. Ví dụ như là cái này chấm for x hoặc for gì đó. For x. Đó, sau để ở đây các bạn để là item. Rồi viết cái gì đấy ạ? Cái này được gọi là arrow function. Hoặc các bạn thích viết function không cũng được, nhưng mà cái này tôi viết là dùng cái for x để duyệt mảng. Vậy mỗi lần lặp tôi sẽ lấy được một cái giá trị, lấy được cả ID, lấy được cả cả name luôn. Nhưng mà bây giờ cô sẽ lấy name trước. Đây, name thay vào cái vị trí này. Vậy cô sẽ nối chuỗi, cô sẽ lấy chuỗi này. Str cat cộng chuỗi cộng bằng hai dấu huyền nối cái chuỗi này lại. Và thay cái laptop này bằng cái giá trị của nó, của mảng là item chấm name cat. Tôi nối chuỗi. Sau khi nối chuỗi hết cái mảng này, nó sẽ nối hết cả cái chuỗi giống cái này và tôi gán nó lại vào. Sau khi được một cái chuỗi đầy đủ thì tôi sẽ gán ngược nó vào là vào cái cat menu này. Bây giờ comment lại nha. Rồi chạy nào. Ra chưa ạ? Laptop, tablet, phụ kiện, có thêm một cái nữa nè. Có thêm một cái nữa nè. Rồi. Máy ảnh đi ha. Máy ảnh. Cái này là cô để cách 4 đi ha. Lưu nó lại nè. Ra máy ảnh chưa? Đấy, ra máy ảnh chưa? Là hoàn toàn cái này cô đổ dữ liệu một cách động. Và dữ liệu cô đang để ở trong một cái mạng. Và cô không fix cứng từng cái một. Cô không fix cứng. Nếu cô để bên này HTML có nghĩa là cô đang fix cứng. Mà dữ liệu cô hoàn toàn đổ một cách đồng bằng cách là tôi lấy từ cái mảng này. Đó là lý do vì sao cô muốn tổ chức dữ liệu như thế này cho các bạn. Để các bạn hiểu một cái tổng thể. Khi tôi làm một cái web thì tôi sẽ tổ chức như nào cho nó hợp lý. Ok không ạ?